Cập nhật căng thẳng Đông Âu và những diễn biến xoay quanh chính trường thế giới, mời quý vị cùng điểm nhanh những nội dung chính ngay sau đây. Nga dùng chính tên lửa KH-55 của Ukraine không kích Kiev. Thổ cung cấp đạn cho Ukraine, Kiev bỏ chiến thuật NATO. Người Mỹ giảm ủng hộ Ukraine gia nhập NATO. Tất cả sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Nga dùng chính tên lửa KH-55 của Ukraine không kích Kiev. Các mảnh vỡ tên lửa hành trình KH-55 trước đây Ukraine trả nợ khí đốt cho Nga đã được tìm thấy sau cuộc không kích vào Kiev. Một nhóm phóng viên điều tra của Ukraine mang tên các nhà điều tra Ukraine mới đây đã cho biết rằng sau các cuộc tấn công của Nga vào thủ đô Kiev, các mảnh vỡ của tên lửa KH-55 sản xuất từ thời Liên Xô đã được tìm thấy ở nhiều vùng trong thủ đô Ukraine. Điều đáng ngạc nhiên là đây chính là tên lửa KH-55 của Ukraine được chính quyền Kiev chuyển sang Moscow như một phần thỏa thuận thanh toán khí đốt cho Nga vào những năm 90 của thế kỷ trước. Các phóng viên Ukraine đã tiến hành một cuộc điều tra về câu hỏi Nga đã lấy tên lửa ở đâu để tấn công nước này. Theo như tuyên bố của giới chức lãnh đạo Kiev, từ đầu chiến dịch quân sự đặc biệt là Moscow sắp cạn kiệt tên lửa. Hãy nhớ lại rằng, những tuyên bố của Ukraine rằng Nga sắp hết tên lửa đã được các quan chức Ukraine thuộc nhiều cấp bậc khác nhau tuyên bố kể từ tháng 3 năm 2022 và đến nay vẫn chưa kết thúc. Trên báo chí Ukraine xuất hiện một bài báo đề cập đến các nhà báo điều tra, trong đó tuyên bố rằng Ukraine đã chuyển tên lửa hành trình X-55, KH-55 của mình cho Nga vào cuối những năm 90 của thế kỷ trước, thay vì nguồn tài chính để trả khoản nợ khí đốt tích lũy. Bài báo cáo buộc rằng, sau các cuộc tấn công của Nga và Kiev, dựa vào các ký hiệu trên mảnh vỡ tên lửa được tìm thấy, người ta đã xác định được đây là những tên lửa X-55 mà ngày xưa Ukraine đã cung cấp cho Liên bang Nga để trừ nợ khí đốt. Tài liệu cho biết, vào thời điểm đó, Kiev đã nợ Moscow tiền thanh toán khí đốt trị giá 275 triệu đô la. Chính vì khoản nợ này mà Ukraine đã chuyển cho Moscow không chỉ hơn 500 tên lửa KH-55 mà còn cả 8 máy bay ném bom chiến lược tầm xa Tu-95B và Tu-160 Blackjack. Ngoài ra, 11 máy bay ném bom Tu-160 còn lại mà Ukraine được thừa kế từ Liên Xô đã được phá vỡ với sự hỗ trợ tài chính từ Hoa Kỳ theo chương trình Nunn-Luga, kế hoạch giảm thiểu đe dọa hạt nhân. Một máy bay không còn khả năng hoạt động đã được chuyển đến bảo tàng hàng không Botava. Vì vậy, ngày nay ở Ukraine, thuật ngữ Radar nghĩa là sự phản bội không chỉ nhằm chỉ trích hành động của chính quyền khi đó ở Kiev, mà còn chĩa mũi dùi vào Hoa Kỳ, quốc gia đã tài trợ cho việc phá hủy những máy bay ném bom chiến lược. Đó chính là một thông điệp rõ ràng đối với Hoa Kỳ. Hãy nhìn xem, chính các bạn đã làm mọi cách để tước đi tiềm lực tên lửa và hàng không mạnh mẽ của Ukraine. Và bây giờ, các bạn lại muốn chúng tôi đạt được kết quả trên chiến trường, nhưng vẫn đang trì hoãn việc chuyển giao máy bay tiêm kích hạng nhẹ F-16. Thổ cung cấp đạn cho Ukraine, Kiev bỏ chiến thuật NATO. Đạn chùm M-483A1 của Mỹ sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ tái xuất trên chiến trường Ukraine, khiến truyền thông Nga phẫn nộ. Quân đội Ukraine từ bỏ chiến thuật phương Tây. Trong khi đó, quân Nga phàn nàn không thể chống pháo Ukraine. Trang bình luận quân sự của Nga cho biết rằng mặc dù Thổ Nhĩ Kỳ giữ thái độ trung lập trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga chống lại Ukraine, nhưng quân đội Ukraine đã nhận được đạn chùm M-483A sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ và tích cực sử dụng chúng. Mặc dù Mỹ, Ukraine và cả Nga đều không ký Công ước Quốc tế về sản xuất, tàng trữ và sử dụng bom đạn chùm. Mặc dù đạn chùm M-483A do Mỹ viện trợ cho Ukraine nhưng được sản xuất ở Thổ Nhĩ Kỳ và việc cung cấp đạn chùm M-483A cho Ukraine thể hiện một bước đi không thân thiện của Ankara đối với Moscow. Truyền thông Nga cho rằng chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã cung cấp cho Ukraine khoảng 20.000 quả đạn pháo chùm M-48A1. Ankara cần phải làm rõ sự việc này. Hành động như vậy của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã phá vỡ vị thế trung lập mà quốc gia này tuyên bố từ lâu. Mới đây nhất, vào tháng 5 năm nay, Bộ Quốc phòng Ukraine đã công bố những hình ảnh cho thấy quân đội Ukraine đang sử dụng đạn chùm M-483A1 do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất. Nhiều khả năng đây là lô đạn chùm đầu tiên mà Ukraine nhận được từ nước khác. Vào thời điểm đó, giới truyền thông Nga và các blogger quân sự tức giận bất thường, nhưng cả Moscow và Ankara cũng như truyền thông nhà nước Nga đều giữ im lặng về việc này. Điều đáng chú ý là sau khi một số lượng lớn đạn chùm do Mỹ viện trợ cho Ukraine xuất hiện trên chiến trường, quân đội Nga dường như không có hành động trả đũa tương tự. Giới phân tích cho rằng đây không phải là tính nhân đạo của Moscow. Nga là quốc gia không ký công ước về bom đạn chùm. Các bên ký kết cũng đã từng sử dụng đạn chùm, đạn nhiệt áp, đạn phốt pho trắng và họ tỏ ra không nương tay. Vậy theo suy đoán, khả năng lớn nhất là quân đội Nga thiếu đạn chùm trong kho. Có khả năng họ đã sử dụng hết trên chiến trường. Theo tờ New York Times,
mặc dù quân đội Ukraine vẫn được truyền thông phương Tây ca ngợi là đang tiến bộ và có những bước tiến lớn trên chiến trường. Tuy nhiên, quân đội Ukraine rõ ràng đã từ bỏ các chiến thuật được sử dụng khi bắt đầu phản công, đặc biệt là cách vượt qua các bãi mìn. Lý do, theo tình báo Anh, là địa hình khu vực chiến đấu đang thay đổi theo thời gian. Bộ Quốc phòng Anh cho rằng, sau 18 tháng, trong điều kiện mùa hè ấm áp và ẩm ướt, cỏ dại và cây bụi mọc nhanh hơn. Và những cây bụi dại này, mặc dù giúp bộ binh Ukraine bí mật tiếp cận mục tiêu, nhưng ngược lại, chúng cũng ngăn cản bộ binh tiến lên. Tờ New York Times đã đăng một bài báo cho biết, sau cuộc thử nghiệm ở khu vực Zaporizhia, quân đội Ukraine đã thay đổi chiến thuật và không còn sử dụng các chiến thuật do phương Tây chỉ dạy nữa. Hiện tại, quân đội Ukraine tiếp tục sử dụng tên lửa chính xác tầm xa, tấn công vào các sở chỉ huy, trung tâm hậu cần, các trận địa pháo tầm xa và phòng không của Nga và tiếp tục tổ chức các cuộc tấn công bằng bộ binh quy mô nhỏ. Chỉ sau khi mở ra một lỗ hổng trong tuyến phòng thủ của quân đội Nga, chiến thuật của phương Tây mới có thể được sử dụng lại. Tờ Thời báo New York cho rằng, chiến thuật hiện tại của quân đội Ukraine khiến quân đội Nga cảm thấy rất đau đớn. Các phóng viên quân sự Nga thừa nhận rằng quân đội Nga bất lực trước pháo binh của Ukraine do phương Tây viện trợ. Mặc dù Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu cho biết 71% vũ khí trang bị quân sự của Nga là loại hiện đại, nhưng pháo binh Nga lại kém hơn đáng kể, đặc biệt là khi đối đầu với các loại pháo tầm xa do phương Tây viện trợ cho quân đội Ukraine. Thiếu tá Khodakovsky, chỉ huy tiểu đoàn phương Đông của Nga, phàn nàn rằng tình hình khó khăn nhất mà quân đội Nga phải đối mặt là thiếu phương tiện phản công thông thường và không có khả năng chống lại những đợt pháo kích của Ukraine. Kênh Telegram ủng hộ Điện Kremlin tuyên bố rằng 90% thương vong của quân đội Nga là do pháo binh Ukraine gây ra trên hướng Orekhova. Pháo chủ lực 2A65 Mstab của quân đội Nga đã thất bại trước liệu pháo M777 do Mỹ sản xuất của quân đội Ukraine khi đạn pháo của M777 có tầm bắn 30 km trong khi Mstab của Nga có tầm bắn tối đa chỉ 24 km khi bắn đạn thông thường. Mặc dù pháo 2A65 Mstab của Nga có tầm bắn tối đa có thể đạt tới 28,9 km khi dùng đạn tăng tầm, nhưng quân đội Nga lại thiếu loại đạn đặc biệt này, chưa kể các loại đạn dẫn đường chính xác như Excalibur của Mỹ có tầm bắn xa hơn và mức chính xác cao hơn. Ngoài những lỗ hổng về tầm bắn, tốc độ phản pháo và đạn dẫn đường chính xác, pháo binh Nga còn kém nghiêm trọng về khả năng chống pháo và công nghệ ảnh vệ tinh của Roscosmos đi sau phương Tây rất xa, nhất là khi độ phân giải cao. Theo các chuyên gia độc lập nhận xét, những vệ tinh quân sự của Nga, độ phân giải thậm chí còn thua kém các vệ tinh thương mại của phương Tây. Còn radar trinh sát pháo AN/TPQ-36 của Mỹ viện trợ cho Ukraine vượt xa các loại radar cùng thời của Nga. Kênh Telegram, sĩ quan tình báo quân sự tin rằng Bộ Quốc phòng Nga đã biết từ nhiều thập kỷ trước rằng quân đội Nga lạc hậu về pháo binh so với Mỹ và NATO, nhưng không có bất cứ biện pháp nào để thay đổi. Mặc dù pháo binh là hỏa lực chủ yếu của lục quân Nga, nhưng điều cần phải giải thích là ngay cả khi quân đội Ukraine đã thay đổi chiến thuật, thương vong ở tiền tuyến của họ vẫn không nhỏ. Bom mìn, pháo kích và không quân Nga đều gây tổn thất nặng nề cho quân đội Ukraine. Chiến thuật của quân đội Ukraine hiện được coi là phù hợp nhất là tấn công quy mô nhỏ kết hợp với liên tục bị pháo kích vào phía sau, làm khả năng phòng ngự của quân đội Nga suy yếu. Việc tấn công bằng hiệp đồng quân binh chủng như chiến thuật của NATO không những khó tạo đột phá mà còn có khả năng gây tổn thất lớn hơn. Quân đội Nga dường như bất lực trước chiến thuật mới này của Ukraine, nhất là việc quân đội Nga đang thiếu quân, buộc phải chuyển một số lực lượng ở khu vực Crimea đến mặt trận Bakhmut để đề phòng Bakhmut sụp đổ. Nên nhớ, thành phố này Nga phải rất vất vả mới giành lại được, nhưng công sức của lính đánh thuê Wagner. Người Mỹ giảm ủng hộ Ukraine gia nhập NATO. Theo các cuộc thăm dò do Newsweek tiến hành, tỷ lệ cử tri Mỹ ủng hộ Ukraine gia nhập NATO đã giảm trong vòng 3 tháng qua. Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine đã củng cố lời kêu gọi của Kiev về việc gia nhập liên minh do Mỹ lãnh đạo. Trong hội nghị thượng đỉnh ở Litva, NATO đã đồng ý đưa ra các đảm bảo và đảm bảo an ninh cho Kiev, bao gồm việc nói rằng tương lai của Kiev tùy thuộc vào liên minh, nhưng lại không đưa ra thời gian hoặc lộ trình rõ ràng để Ukraine trở thành thành viên chính thức. Các cuộc khảo sát Zoretfield và Winston Challegis thực hiện riêng cho Newsweek cho thấy sự nhiệt tình của cử tri Mỹ với tư cách thành viên của NATO, Ukraine đang nguội lạnh dần. Trong một cuộc thăm dò với 1.500 người Mỹ được thực hiện vào tháng 4 năm 2023, 55% người được hỏi cho rằng Kiev nên tham gia liên minh. Trong đó, 30% mạnh mẽ ủng hộ ý tưởng này, 26% trung lập và 10% phản đối. Ngoài ra, 56% đồng ý rằng việc bảo vệ Ukraine là rất quan trọng với lợi ích quốc gia của Mỹ. Tuy nhiên, một cuộc khảo sát được thực hiện vào ngày 25 và 26 tháng 7
cùng đối tượng cử tri Mỹ với cùng sai số cho thấy sự ủng hộ đối với tư cách thành viên NATO của Ukraine đã giảm đi. Sự ủng hộ với việc Ukraine gia nhập NATO đã giảm 8%, còn 47% với 23% ủng hộ mạnh mẽ động thái này và 29% trung lập. Tỷ lệ những người phản đối tư cách thành viên NATO của Ukraine đã tăng lên 6%, lên 16% và 6% trong số họ phản đối mạnh mẽ động thái này. Trong cuộc thăm dò mới nhất, Redfield và Winston Chagigit đã hỏi người Mỹ về thời gian biểu cho việc gia nhập NATO của Ukraine. Hơn 1/4, tương đương 26%, đồng tình việc Kiev nên tham gia ngay lập tức, trong khi 37% cho biết Ukraine nên tham gia sau khi chiến tranh kết thúc và 12% cho rằng Ukraine không nên tham gia. Cuộc thăm dò cũng hỏi liệu cử tri Mỹ có ủng hộ lực lượng vũ trang nước này triển khai ở Ukraine hay không, thì 31% ủng hộ, 34% phản đối. Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius. Trước hội nghị thượng đỉnh của NATO ở Vilnius, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết đây chưa phải là thời điểm thích hợp để Ukraine gia nhập NATO, bởi nếu Kiev trở thành thành viên ngay bây giờ thì tất cả chúng ta đang trong một cuộc chiến với Nga. Điều 5 của Hiến chương NATO quy định rằng một cuộc tấn công vào một thành viên là một cuộc tấn công vào tất cả. Bên cuộc họp riêng với người đồng cấp Volodymyr Zelensky, ông Biden nói: "Tôi mong chờ ngày chúng ta tổ chức lễ kỷ niệm tư cách thành viên chính thức của Ukraine. Dù NATO tiếp tục cam kết cung cấp thiết bị quân sự và đào tạo cho Kiev, Ukraine cho đến nay vẫn đang bày tỏ thất vọng vì tổ chức này chưa đưa ra lộ trình cụ thể cho việc Kiev gia nhập NATO. Thật khó để biết làm thế nào NATO có thể hoàn thành sứ mệnh đảm bảo an ninh cho châu Âu trong tương lai nếu không có Ukraine tham gia liên minh. Điều đó cần được giải quyết tại hội nghị thượng đỉnh Washington năm 2024, cựu đặc phái viên Mỹ tại NATO Gus Walker nói với Newsweek. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự quốc tế. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.